Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đang đến với bản tin Phật sự 20 giờ. Bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày và phát lại vào lúc 10 giờ sáng hôm sau trên kênh Phật sự Online. Sau đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021. Công văn Hội đồng trị sự về việc hưởng ứng và tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh COVID-19. Bình Dương, chùa Bửu Phước trang nghiêm tổ chức lễ huy kỵ lần thứ 23 cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện An. Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị, thành diễn ra tại Hà Nội, Thanh Hóa và Gia Lai. Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức hội thi báo tượng với chủ đề Hồ Chí Minh sáng mãi tên người. Thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Phật giáo huyện Củ Chi thực hiện chương trình hạt gạo từ bi. Các chùa trao quà từ thiện đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Phật giáo quốc tế, Nhật Bản, ni trưởng Chakusho Satoshi viên tịch ở tuổi 99. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Thưa quý vị, nhằm xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do COVID-19, cầu nguyện cho các vong linh tử vong được siêu thoát, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, yêu thương, tiếp tục động viên khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia phòng chống dịch COVID-19, phát huy truyền thống đại đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ký công văn số 283/HDTS-VB1 về việc hưởng ứng và tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh COVID-19. Công văn vừa được ban hành chiều qua, ngày 15 tháng 11 năm 2021. Theo đó, trích từ công văn số 283/HDTS đã được gửi đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố và các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước có nội dung như sau. Hưởng ứng công văn số 3255 ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì dịch COVID-19, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu theo chương trình. 1. Hưởng ứng lễ tưởng niệm cho đồng bào và cán bộ chiến sĩ cả nước đã tử vong, hy sinh vì dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. Đúng 20 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2021, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến dâng hương tưởng niệm cầu siêu cho các vong linh tử vong do COVID-19. 2. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, tùy vào điều kiện và thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm tại địa phương, đảm bảo trang nghiêm, trang trọng, tiết kiệm và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là công việc Phật sự hết sức có ý nghĩa, rất mong Chư Tôn Đức Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện phát tâm thực hiện. Kính thưa quý vị, sáng qua, ngày 15 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 11 tháng 10 năm Tân Sửu, tại chùa Bửu Phước, đường Xóm Chùa, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, toàn thể môn đồ Pháp tử đã trang nghiêm tổ chức lễ huy kỵ lần thứ 23 cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện An, nguyên chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sông Bé, Bình Dương, viện chủ chùa Bửu Phước. Vào lúc 9 giờ sáng, môn đồ Pháp Quyến cung nghinh Chư Tôn Đức Quang Lâm Đại Hùng Bửu Điện tiến hành khóa lễ phúng tụng kinh văn cúng ngọ và cung thỉnh Hòa thượng Thích niệm tai, chứng minh Ban trị sự Ban nghi lễ do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã phụng tiến giác linh của Đại lão Hòa thượng Thích Thiện An. Trước đó, trong không khí trang nghiêm bồi hồi xúc động và lắng động tâm tư, chiều ngày 14 tháng 11, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi những phần quà tưởng niệm của Đại lão Hòa thượng Thích Thiện An. Bên cạnh đó, Chư Tôn Đức lãnh đạo Phật sự Online, tạp chí Văn hóa Phật giáo, thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước cũng quang lâm trở về chùa Bửu Phước đồng thắp hương tưởng niệm. Tiếp đến, Chư Tôn Đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Chư Tôn Đức tăng ni các huyện thị thành và Ban tôn giáo tỉnh đã đến trước tổ đường nơi thôn trí di ảnh của Đại lão Hòa thượng Thích Thiện An, đồng dâng lên nén hương tưởng niệm, ôn lại tấm gương đạo hạnh, công đức tu tập, phụng sự đạo pháp của Hòa thượng. Đồng thời, Chư Tôn Đức cũng nhất tâm cầu nguyện giác linh cố Hòa thượng được cao đăng thượng phẩm,
Theo đó, Chư Tôn Đức ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học Bình Dương dâng hương và đảnh lễ cố đại lão hòa thượng Thích Thiện An. Năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên buổi lễ được diễn ra trang nghiêm trong khuôn khổ nội bộ. Hòa thượng Thích Thiện An quê ở Phước Vĩnh, xuất gia học đạo với hòa thượng Thích Từ Chí, chùa Bửu Phước ở Bưng Lớn, sau chùa dời về suối nước trong tại Vĩnh Hòa. Năm 1954, hòa thượng về Phước Hòa xây dựng lại chùa. Hòa thượng được nhà nước tặng thưởng 2 huân chương kháng chiến. Năm 1990, hòa thượng làm cố vấn ban đại diện Phật giáo Tân Uyên. Đến năm 1998, ngài được suy cử làm cố vấn chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Sông Bé, Bình Dương. Hòa thượng làm tấm gương sáng ngời của một bậc tiền bối hết lòng vì đạo pháp mà các thế hệ tăng ni sau này mãi mãi noi theo. Ngài là bậc tôn túc tiền bối của nhiều chức sắc Phật giáo tỉnh nhà. Sau ngày đất nước thống nhất, ngài về xây dựng lại chùa Bửu Phước và chuyên tâm tu hành, lo công tác Phật sự cho đến ngày viên tịch. Thưa quý vị, sáng qua ngày 16 tháng 11 năm 2021, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo quận Tây Hồ đã diễn ra tại chùa Trấn Quốc. Đại đức Thích Nguyên Chính được suy cử làm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2021-2026. Quang Lâm chứng minh đại hội có Hòa thượng Thích Thành Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thành Điện, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thành Nhã, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021, Hòa thượng Thích Thành Phúc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Quang, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng Trung ương Giáo hội, Thượng tọa Thích Tâm Hoan, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng Trung ương Giáo hội, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021, Ni trưởng Thích Đàm Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng phân ban Ni giới Trung ương, trưởng phân ban Ni giới thành phố Hà Nội, cùng Chư Tôn Đức Ban Trị sự quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội có sự tham dự của đại diện chính quyền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Tôn giáo, Công an thành phố Hà Nội và đại diện chính quyền quận Tây Hồ. Tây Hồ là một quận có nhiều di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Trên địa bàn quận có 18 ngôi chùa tọa lạc trên 8 phường. Tất cả các chùa đều đã được xếp hạng di tích. Tổng số tăng ni đang sinh hoạt trên địa bàn quận có 41 vị tăng ni. Trong 5 năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tây Hồ đã hoàn thành tốt công tác Phật sự về hoạt động tăng sự, hoằng pháp, v.v. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo quận Tây Hồ đã nỗ lực tham gia công tác từ thiện xã hội với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa với tổng số tiền là 12 tỷ 478 tỷ đồng. Tại đại hội, Thượng tọa Thích Tâm Hoan đã tuyên đọc quyết định tuyên dương công đức của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Hòa thượng Thích Thành Phúc thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trao bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2016-2021. Theo kết quả đại hội, tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới gồm 9 thành viên, do Đại đức Thích Nguyên Chính làm trưởng ban. Ban Trị sự Phật giáo quận Tây Hồ nhất tâm suy tôn Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh, Thượng tọa Thích Đạo Minh, ngôi chứng minh Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026. Dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Nhã đã bày tỏ lời tri ân tâm nguyện hoàn thành Phật sự trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tuyên bố mãn nhiệm và đón nhận quà lưu niệm của đại diện Chư Tôn Đức Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng. Thay mặt lãnh đạo các cấp chính quyền quận Tây Hồ, ông Phạm Xuân Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận đã phát biểu chúc mừng đại hội. Trong không khí tràn đầy đạo vị, Hòa thượng Thích Thành Phúc đã ban đạo từ, tán thán những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận. Đồng thời, Hòa thượng cũng ghi nhận tri ân công đức những sự đóng góp của Hòa thượng Thích Thành Nhã với 25 năm miệt mài, không quản ngại khó khăn, mang hết tâm huyết xây dựng Phật giáo quận Tây Hồ phát triển vững mạnh. Hòa thượng hy vọng trong nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, góp phần đưa Phật giáo quận Tây Hồ ngày càng phát triển vững mạnh.
Cũng trong sáng nay, ngày 16 tháng 11 năm 2021, Đại hội đại biểu Phật giáo quận Nam Từ Liêm lần thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026 đã trang trọng được tổ chức tại chùa Thiên Trúc, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Được sự nhất trí tại Đại hội đại biểu Phật giáo quận Nam Từ Liêm diễn ra vào sáng nay, trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng, Đại Đức Thích Quảng Tĩnh đã được suy cử vị trí trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Nam Từ Liêm. Đại hội dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Minh Tuấn, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Đại đức Thích Viên Đức, Phó Chánh văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Chư Tôn Đức thành viên ban trị sự quận Nam Từ Liêm cùng chính quyền các ban ngành cấp thành phố và quận Nam Từ Liêm tham dự chúc mừng. Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, được sự đồng thuận của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và sự giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc quận, cũng như sự tín nhiệm của Tăng Ni Phật tử trên toàn quận, nên các hoạt động Phật sự đã có nhiều chuyển biến tốt trên các mặt công tác như Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp, công tác giáo dục Tăng Ni, công tác nghi lễ, công tác từ thiện xã hội, thiết lập đạo tràng chuyên tu, hướng dẫn Phật tử tại gia tu học, mở các lớp thư pháp, tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19, góp phần đưa Phật giáo quận nhà nói riêng cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung ngày càng vững mạnh đi lên. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và quận Nam Từ Liêm đã trao bằng tuyên dương công đức cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua và có thành tích trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2016-2021. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Nam Từ Liêm đã tiến hành các nội dung giới thiệu nhân sự dự kiến, suy cử vào Ban trị sự và Thường trực Ban trị sự nhiệm kỳ 2021-2026, thống nhất biểu quyết và ra mắt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ban trị sự nhiệm kỳ mới gồm 7 thành viên do Đại đức Thích Quảng Tĩnh làm trưởng ban. Tại đây, Thượng tọa Thích Minh Tuấn đã ban đạo từ tán thán những kết quả mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Nam Từ Liêm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng mong muốn rằng trong nhiệm kỳ mới, tân Ban trị sự cần nghiêm túc xem xét những mặt còn hạn chế trong công tác Phật sự nhiệm kỳ cũ, rút ra bài học kinh nghiệm để công tác Phật sự nhiệm kỳ mới đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, góp phần đưa Phật giáo quận nhà ngày càng phát triển hơn nữa. Kính thưa quý vị, cùng trong không khí Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị, thành đang tiếp tục diễn ra sôi nổi trên khắp các tỉnh thành trên cả nước. Ngày 14 tháng 11 năm 2021, ngày 10 tháng 10 năm Tân Sửu vừa qua, tại Chùa Đô Mỹ, xã Hà Tân, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hà Trung đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021 và kiện toàn nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện khóa 5, 2021-2026. Tham dự hội nghị có Đại đức Thích Tâm Định, Phó ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, Trong ban trị sự Phật giáo tỉnh, huyện Hà Trung, đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể tỉnh Thanh Hóa và địa phương. Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết và hợp trong Tăng Ni Phật tử, sự quan tâm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các cấp chính quyền địa phương, hoạt động Phật sự của Ban trị sự Phật giáo huyện Hà Trung đã đạt được nhiều thành tựu, nổi bật là công tác từ thiện xã hội. Bên cạnh đó, Tăng Ni trụ trì các chùa trong huyện đã huy động được gần 39 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo và xây dựng chùa. Các chùa ở địa phương đã mở rộng công tác hoằng pháp đến nhiều lớp đối tượng xã hội, phát triển Phật tử cả về số lượng và chất lượng, tổ chức các khóa tu học tại chùa cho các em thanh thiếu niên Phật tử, giúp các em hiểu được giáo lý, sống có đạo đức, sinh hoạt văn hóa vui tươi lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ mới, trên tinh thần phát huy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên ban trị sự, nắm vững đường hướng của giáo hội, thắt chặt đoàn kết nội bộ, phát huy hơn nữa tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, nâng cao tinh thần đoàn kết hòa hợp với khối đại đoàn kết toàn dân. Phát biểu tại hội nghị, Đại đức Thích Tâm Định đã tán thán những thành quả đạt được của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ qua và mong rằng Ban trị sự nhiệm kỳ mới với cơ cấu thành phần tiêu biểu, uy tín, trí tuệ sẽ đảm trách điều hành công tác Phật sự theo hiến chương, đường hướng, phương châm hành đạo, đoàn kết, năng động, sáng tạo, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của tăng ni Phật tử và sự tin tưởng của chính quyền địa phương. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, công minh, hội nghị đã thống nhất biểu quyết tân ban trị sự Phật giáo huyện Hà Trung
nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 25 thành viên do Đại Đức Thích Nguyên Giác làm trưởng ban trị sự. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng đã tặng bằng tuyên dương công đức, bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng trong sáng ngày 14 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 10 tháng 10 năm Tân Sửu vừa qua, tại hội trường Chùa Từ Quang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Cơ đã tổ chức hội nghị đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đặt dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Trí Thành, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai. Hòa Thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban thường trực. Chư Tôn Đức thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, quan lâm và chủ tọa hội nghị, cùng các vị đại biểu thành viên Ban trị sự huyện. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nô, Phó trưởng Ban tôn giáo tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó phòng BA02 Công an tỉnh Gia Lai, cùng đại diện chính quyền huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Cơ, các ban ngành đoàn thể thị trấn Chư Ti đến tham dự và tặng hoa chúc mừng đại hội. Mở đầu hội nghị, Đại Đức Thích Nhuận Đạo, trưởng Ban trị sự huyện Đức Cơ đã tuyên đọc diễn văn khai mạc và mời toàn thể hội nghị theo dõi phóng sự báo cáo tổng kết hoạt động công tác Phật sự của Ban trị sự huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 3 2016-2021 và thông qua chương trình hoạt động của nhiệm kỳ 4 2021-2026. Tiếp đến, toàn Ban trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ 3 tuyên bố mãn nhiệm. Hội nghị thông qua danh sách dự kiến thành phần nhân sự Ban trị sự nhiệm kỳ 4 2021-2026, gồm 17 thành viên và 7 thành viên thường trực. Theo đó, Đại Đức Thích Nhuận Đạo tiếp tục giữ chức trưởng Ban trị sự huyện. 17 thành viên tân Ban trị sự đã đối trước Chư Tôn Đức chứng minh và toàn thể hội nghị ra mắt phát biểu nhận nhiệm vụ. Từ những thành quả đã đạt được và đóng góp của các thành viên Ban trị sự huyện, Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã trao tặng bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban trị sự để tán thán và khích lệ tinh thần. Nhân dịp này, chính quyền địa phương cũng đã ghi nhận những đóng góp của Ban trị sự huyện trong thời gian qua. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng đã tặng bằng khen thưởng tập thể Ban trị sự và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển huyện Đức Cơ giai đoạn 2016-2021. Có thể nói, nhiệm kỳ 3 của Ban trị sự huyện Đức Cơ là nhiệm kỳ thành công với nhiều hoạt động nổi bật đáng kể về tất cả mọi mặt. Điều đó đã được Hòa Thượng Thích Trí Thành, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương tán thán và tuyên dương khi ban đạo từ tại hội nghị. Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp sau 2 ngày làm việc trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, trách nhiệm và dân chủ. Từ những thành quả đã đạt được, tân Ban trị sự Phật giáo huyện Đức Cơ hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành quả hơn nữa trong nhiệm kỳ sắp tới. Kính thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 633 duyệt kế hoạch phối hợp HBN-HVBG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức hội thi báo tường tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương ni sinh nội trú của học viện với chủ đề Hồ Chí Minh sáng mãi tên người. Hội thi diễn ra vào sáng nay, ngày 16 tháng 11 năm 2021 tại chùa Thanh Tâm, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi có sự hiện diện của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Quang Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó viện trưởng kiêm Tổng thư ký Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Ni sư Tiến sĩ Thích Nữ Như Nguyệt, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó trưởng Ban thường trực Ban dân vận Thành ủy, ông Phạm Ngọc Hợi, Phó trưởng phòng Khoa giáo Ban tuyên giáo Thành ủy, bà Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, cùng các ni sinh là thí sinh tham gia cuộc thi. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của toàn đảng, toàn dân ta. Mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hệ thống di sản tư tưởng phong phú và vô giá mà người để lại cho chúng ta ngày nay có tư tưởng về Phật giáo. Trong đó, giá trị cốt lõi về triết lý nhân sinh quan, thế giới quan, trung tâm là con người, hướng đến chân thiện mỹ, từ bi, hỷ xả, cứu khổ cứu nạn để sống tốt đời đẹp đạo.
Trong tình yêu thương bao la đối với nhân dân, với nhân loại, người cũng đã dành những tình cảm rất thương quý cho phụ nữ. Những lời chỉ dạy, quan tâm của người đối với phụ nữ từ khi ra đi tìm đường cứu nước cho đến những lời di chúc để lại trước lúc đi xa đều thể hiện tình cảm cao quý, lòng yêu mến và đánh giá cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Đó vừa là tình cảm, vừa là huấn thị thiêng liêng mà Bác dành cho phụ nữ Việt Nam. Người đã từng nói, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. Đã nêu bật vai trò to lớn của phụ nữ trong cuộc kháng chiến chống giặc. Và tôi nghĩ là với hội thi này thì đã lan tỏa thêm cái phong trào tự rèn luyện trong nữ tu của thành phố. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thì có thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Riêng giới nữ tu thì có phong trào tự rèn luyện là rèn luyện học tập, rèn luyện thể lực và rèn luyện về phẩm hạnh. Thì khi mà thành phố phát động phong trào tự rèn luyện đã được sự hưởng ứng rất là nhiệt tình của tất cả quý chuyên niên đi trên địa bàn thành phố, thì hội thi cũng là một trong những cái hoạt động mà trong cái phối hợp cái thực hiện cái triển khai thực hiện phong trào thi đua tự rèn luyện của các giới nữ tu. Cái thứ hai nữa là ngoài những cái giao lưu về cái triển khai thực hiện phong trào tự rèn luyện thì 2 năm một lần thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có tổ chức ngày hội nữ tu làm công tác xã hội từ thiện. Thì ở cái ngày hội đó cũng tập hợp tất cả nữ tu ở các cái giới tôn giáo cũng hội tụ về để làm công tác xã hội từ thiện tại các cái nơi cần sự giúp đỡ, những nơi nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ mồ côi. Thì đây là những cái nét điểm rất là nổi bật. Do đó chính vì những cái hoạt động này mà trong cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ nhất ở thành phố Hồ Chí Minh thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng vinh dự nhận được cái giải thưởng đại đoàn kết về cái hoạt động là ngày hội nữ tu làm công tác xã hội từ thiện. Trong đó không thể không kể đến sự phát triển của ni giới Việt Nam và thành phố đã có những đóng góp ngày càng lớn trong công tác Phật sự. Nhiều ni trưởng, ni sư, sư cô được tin tưởng giao giữ vị trí quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của giáo hội. Quý ni đã luôn tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội, từ thiện, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố cũng như khắp mọi miền đất nước. Tham gia các hoạt động do Hội Phụ nữ các cấp phát động, đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Là khách mời với vai trò giám khảo, bà Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết. Thật ra thì rất vinh dự đi tham dự cái buổi chấm ngày hôm nay. Trước tiên thì phải nói rằng là qua cái chủ đề về tư tưởng học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì phải nói rằng là tất cả những cái bài viết đều bám sát vào cái chủ đề của tư tưởng Hồ Chí Minh. Cái thứ hai nữa là về cái sức sáng tạo. Sáng tạo là qua các bài này hầu hết là có sự sáng tác. Sưu tầm thì cũng có, nhưng mà cái cảm nhận của từng quý cô sáng tác các bài thì tôi thấy rằng là các cô hiểu rất là sâu và nắm rất chắc về cái tư tưởng đạo đức của Bác. Và qua đó thì vận vô từng cô để thực hiện cái tốt đời đẹp đạo. Phải nói rằng là sự cảm nhận của tôi trong cái thời gian rất là ngắn, các bài thì thể hiện điều đó. Cái nữa, tất cả các bài thì có tiêu đề, có lời ngỏ, màu sắc cũng như là phong phú đa dạng của các bài thì tôi đánh giá cao cái sự chuẩn bị, sự nghiêm túc của tất cả các quý cô tham gia cái hội thi. Và mong rằng là với cái tư tưởng đạo đức của Bác tiếp tục được nhân rộng và được thấm nhuần trong từng cán bộ, từng nhân dân và luôn cả trong cái giới Phật giáo, tôn giáo của thành phố. Trên tinh thần đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề Hồ Chí Minh sáng mãi tên người. Một thí sinh tại học viện và cũng là thí sinh tham gia cuộc thi bày tỏ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, được tham gia hội thi lần này là cả một sự hân hoan cũng như là tự hào của con cũng như là toàn thể ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam. Bởi vì không chỉ là cơ hội để tìm hiểu những lời dạy, những giá trị đạo đức vô cùng quan trọng của Bác, mà còn được ôn lại cũng như là được thể hiện sự biết ơn, sự trân trọng của mình đối với Bác, đối với Tổ quốc, và cũng là một hành động để cổ vũ cho đất nước Việt Nam trong thời kỳ dịch bệnh này. Một lần nữa con xin được gửi lời cảm ơn của mình đối với ban tổ chức cuộc thi đã trao cho ni sinh chúng con một cơ hội quý giá này.
chúng con xin được thành kính tri ân và niệm ơn. Do tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, nên hội thi không thể diễn ra theo thời gian và phương thức như kế hoạch đã đề ra là tổ chức thi trong tháng 5 với 2 phòng thi, báo tường và thuyết trình. Hội thi được sự tham gia của 40 đội thi là ni sinh đang tu học tại học viện. Được sự cho phép của Hòa Thượng Viện trưởng Thượng Trí Hạ Quảng đã cho phép Hội đồng điều hành phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề là Hồ Chí Minh sáng mãi tên người. Qua cái hội thi này thì đã mang được cái ý nghĩa đối với ni sinh tại học viện của chúng ta, bởi vì qua cái sự tìm hiểu về tư tưởng và phong cách đạo đức của Bác Hồ thì ni sinh sẽ rút ra được nhiều cái ý nghĩa thiết thực để áp dụng cho cái con đường tu và học, và đặc biệt là cuộc sống nội trú của ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây cũng là cái cơ hội để cho các ni sinh có thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu thêm về cái phong cách, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ. Bởi vì vị lãnh tụ thiên tài của đất nước, cũng là một bậc danh nhân của thế giới. Chúng ta là hàng con cháu, là người dân Việt. Chúng ta đã học được rất nhiều bài học của Bác Hồ đã để lại một cái kho tàng quý báu về văn hóa đối với người Việt của chúng ta. Điển hình như là về cuộc sống giản dị của Bác Hồ sẽ được ni sinh, các ni sinh ở tại học viện cũng học đó, áp dụng ngang bằng với cái lời dạy của Đức Phật là cuộc sống thiểu dục si chi túc. Cái điều thứ hai là quan điểm của Phật giáo cũng như Bác Hồ, chúng ta thấy có giống cái điểm thứ hai là cái sự đoàn kết thương yêu đùm bọc. Thì đây cũng là cái bài học để các ni sinh trong nội trú, chúng ta sống chung trong mái nhà của học viện, tỏ được cái vấn đề tỏ sáng cái sự đoàn kết. Bởi vì đoàn kết là sức mạnh, mà đoàn kết hòa hợp là ý nghĩa của tăng già của Phật giáo của chúng ta. Và đời sống giản dị của Bác Hồ cũng chính là cái đời sống chi túc của người xuất gia, cho nên cũng nhắc cho các ni sinh, cho dù ở hoàn cảnh nào, thăng trầm của cuộc đời về vật chất thiếu thốn hay đầy đủ, thì chúng ta cũng có nêu cao tinh thần thiểu dục chi túc. Và điều thứ ba nữa là về tư tưởng của Bác Hồ, luôn sống vì mọi người, vì đất nước. Thì chúng ta là người dân Việt Nam, là một tu sĩ, chúng ta mang trên mình một màu áo giải thoát và gánh sứ mạng là hoằng pháp độ sanh. Thì chúng ta cũng học được ở Bác Hồ cái chỗ là đi đến đâu chúng ta cũng mang lại được cái sự lợi ích an vui cho tất cả mọi người, và luôn ủng hộ đồng hành cùng với tất cả người dân Việt Nam của chúng ta, làm sao mỗi người đóng góp một phần nhỏ mình để đóng góp vào cái sự phát triển của đất nước. Sau buổi sáng được ban giám khảo chấm bài, ban tổ chức đã chọn được bài có thứ tự số 28 đạt giải nhất với tiêu đề Như lòng Bác thương, và hai giải nhì, hai giải ba, một giải khuyến khích, 20 giải phong trào và một giải ấn tượng có hình thức trang trí đẹp nhất. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 26 triệu đồng. Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 11 năm 2021 vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi trao quà đợt 1 chương trình Hạt gạo từ bi. Nhằm thiết thực chào mừng những sự kiện quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của đất nước như kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Tháng hành động vì người nghèo năm 2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi xây dựng kế hoạch số 94 ngày 10 tháng 11 năm 2021 tổ chức chương trình Hạt gạo từ bi, trao tặng những phần quà ý nghĩa đến tất cả các hộ nghèo trong địa bàn huyện Củ Chi. Ngày 14 tháng 11 năm 2021, chương trình đã trao tặng quà đợt 1 tại 7 xã: Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, Phú Mỹ Hưng, An Phú, Thái Mỹ, Phước Thạnh, Phước Hiệp. Tổng số quà là 1.070 phần, mỗi phần quà gồm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm, tiền mặt. Trao tặng 30 triệu đồng học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo hiếu học. Tổng kinh phí chương trình trao tặng đợt 1 là trên 400 triệu đồng.
Kinh phí do Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện thuộc địa bàn các xã phát tâm đóng góp, vận động, hỗ trợ. Đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi có Thượng tọa Thích An Thường, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo thành phố, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Củ Chi, Đại Đức Thích Thiện Tâm, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Củ Chi, Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó Ban Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện Củ Chi, cùng Chư Tôn Đức trong Ban Thường trực Ban trị sự, đại diện Phật giáo các xã, Tăng Ni trụ trì các tự viện thuộc địa bàn các xã, đồng tham dự lễ trao quà. Đại diện chính quyền đồng hành cùng đoàn Ban trị sự trao quà tại các xã có bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi và các thành viên. Tại mỗi điểm trao quà, lãnh đạo chính quyền địa phương các xã rất ghi nhận tấm lòng vàng của tập thể Tăng Ni Phật giáo huyện Củ Chi, đồng thời đã trao thư cảm ơn của lãnh đạo xã đến tập thể Ban trị sự, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong địa bàn huyện Củ Chi. Chương trình Hạt gạo từ bi do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi phát động sẽ tiếp tục trao những phần quà ý nghĩa giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện vào các ngày 21 và 28 tháng 11 năm 2021. Tổng số lượng quà chương trình trao tặng là 4.075 phần, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, bao gồm nhu yếu phẩm và 100.000 tiền mặt. Kính thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 10 tháng 10 năm Tân Sửu, Ni viện Kiều Đàm, hẻm 380, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng quỹ từ thiện Lão Nhà Quê và công ty trách nhiệm hữu hạn Y Dược Vi Diệu Nam Hà Nội tổ chức trao tặng quà cho người khiếm thị đến từ các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Bến Tre. Tham dự buổi trao quà có Ni trưởng Thích Nữ Minh Đăng, trụ trì Ni viện cùng ni chúng Ni viện Kiều Đàm. Về phía nhà tài trợ có bà Nguyễn Thị Thu Thủy, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Y Dược Vi Diệu Nam cùng cán bộ nhân viên công ty cùng tham dự. Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, trong đợt trao tặng quà này, nhà chùa thuê xe cho đại diện các đoàn về chùa để nhận quà từ nhà tài trợ là quỹ từ thiện Lão Nhà Quê và công ty trách nhiệm hữu hạn Y Dược Vi Diệu Nam Hà Nội trao tặng. Các trưởng nhóm sau khi nhận quà về địa phương sẽ trao tặng tận tay cho các hội viên khiếm thị. Được biết đây là hoạt động thường niên của Ni viện Kiều Đàm, được tổ chức mỗi tháng một lần, duy trì trong suốt hơn 10 năm qua. Khi chưa có dịch, mỗi tháng một lần, nhà chùa tổ chức xe đưa rước người khiếm thị về chùa tu tập khóa tu một ngày an lạc cho những người khiếm thị và trao tặng quà. Tuy nhiên, kể từ khi đại dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát tại Việt Nam, với tốc độ lây lan khắc nghiệt của đại dịch, đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là những người khiếm thị. Thấu hiểu được những khó khăn mà những người khiếm thị đang phải gồng mình gánh chịu, Ni trưởng Thích Nữ Minh Đăng đã vận động các mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ 300 phần quà cho bà con khiếm thị với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm 350.000 đồng tiền mặt và gạo, nước tương, mì gói, khẩu trang. Có thể nói, những nghĩa cử cao đẹp của Ni viện Kiều Đàm và các mạnh thường quân trao tặng quà cho những người khiếm thị ngày hôm nay với mong muốn gửi tặng chút tình để họ có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị, sáng qua ngày 15 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 11 tháng 10 năm Tân Sửu, thừa hành sự chỉ đạo của Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn, viện chủ chùa Phước Viên, quận Bình Thạnh, Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt và sư cô Thích Nữ Như Hòa đã trao tặng 500 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại trụ sở Ban Dân vận quận Bình Tân, số 1 đường Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, đại diện chùa Phước Viên có Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt, sư cô Thích Nữ Như Hòa đã đến trao quà. Đại diện chính quyền quận Bình Tân có ông Lê Văn Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân và bà Tô Huỳnh Mỹ Trang, Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Bình Tân. Đợt trao quà lần này gồm 500 phần, mỗi phần gồm các nhu yếu phẩm trị giá khoảng 300.000 đồng, tổng số tiền là 150 triệu đồng. Thay mặt chính quyền và người dân nơi đây, ông Lê Văn Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân đã phát biểu tri ân và trao thư cảm ơn đến chư ni chùa Phước Viên. Là địa bàn đông dân cư, quận Bình Tân là một trong những quận huyện chịu ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư. Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại khu vực này đã tương đối ổn định, người dân đã và đang hòa nhập trong bối cảnh bình thường mới. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tập trung một lượng lớn tầng lớp công nhân lao động đang còn rất khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng để ổn định cuộc sống.
Nhằm chia sẻ khó khăn với bà con bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cũng trong sáng qua, ngày 15 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 10 tháng 10 năm Tân Sửu, Chư Tăng Chùa Phật Tâm đã kết hợp cùng Bếp Cơm Nghĩa Tình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Đại diện cho đoàn và các mạnh thường quân, Đại Đức Thích Tâm Khiết, Chánh Thư Ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, trụ trì Chùa Phật Tâm đã hỏi thăm sức khỏe, động viên đến bà con. Đại Đức cũng chia sẻ những khó khăn mà bà con phải gánh chịu khi đại dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát. Đồng cảm trước những khó khăn đó, Đại Đức đã vận động quý mạnh thường quân và được sự trợ duyên của Đại Đức Thích Thiện Nhẫn cùng các thành viên của Bếp Cơm Nghĩa Tình hỗ trợ các phần quà để chia sẻ đến với bà con. Tham dự cùng đoàn còn có Đại Đức Thích Huệ Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, Đại Đức Thích Thiện Nhẫn, trưởng Bếp Cơm Nghĩa Tình, cùng đại diện chính quyền có bà Thạch Phi Ri, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Hảo, cùng đại diện chính quyền tại địa phương. Bà Thạch Phi Ri đã gửi lời cảm ơn đến đoàn. Bà cũng cho biết trong những năm qua, chính quyền xã Phước Hảo đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ Ban Trị sự Phật giáo huyện, cũng như các từ viện trên địa bàn đã chung tay với chính quyền trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Huyện Châu Thành là một trong những huyện có cái số lượng bà con nghèo rất là nhiều và cận nghèo. Hiện tại đã khó, nhưng mà gặp phải dịch bệnh lại càng khó hơn. Cho nên chúng tôi rất cảm ơn đến quý thầy, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cũng như Phật tử ở tại chùa đã đóng góp về tài lực, sức lực để chia sẻ khó khăn của bà con trong mùa COVID. Tại đây, đoàn đã trao tặng 250 phần quà, gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì cùng nhu yếu phẩm, tổng giá trị mỗi phần quà là 300.000 đồng. Thay mặt cho Phật giáo huyện Châu Thành, Đại Đức Thích Huệ Thắng đã gửi lời tri ân đến Đại Đức Thích Thiện Nhẫn, cũng như các thành viên trong đoàn đã không ngại đường xa cách trở mang những phần quà yêu thương trao đến tận tay bà con. Mong rằng những phần quà này sẽ tiếp thêm động lực để giúp mọi người vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tiếp tục chương trình, kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin Phật giáo quốc tế. Thưa quý vị, Ni trưởng Sakuso Satoshi được biết đến là một vị nữ tu sĩ Phật giáo dấn thân phụng sự xã hội. Ni trưởng còn là một nhà văn, một dịch giả, một nhà hoạt động vì nữ quyền và là nhà hoạt động vì hòa bình. Theo nguồn tin từ The Japan Times, vì sức khỏe suy yếu nên Ni trưởng đã được đưa vào viện điều trị từ đầu tháng 9. Nhưng do tuổi già, sức yếu và do chứng bệnh suy tim nên đã không thể qua khỏi. Và Ni trưởng đã viên tịch tại trú xứ của mình, chùa Shakuan tại Kyoto vào ngày 9 tháng 11, trụ thế 99 năm. Ni trưởng Setochi sinh năm 1922 tại quận Tokushima, miền Tây Nhật Bản. Ni trưởng Setochi bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình vào năm 1956. Lúc này cô chưa xuất gia. Với tư cách là một nhà văn, tác phẩm của cô thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ văn học nghiêm túc đến tiểu thuyết đại chúng. Năm 1963, cô Setochi được trao giải thưởng văn học dành cho phụ nữ Yorio Bungakusho cho cuốn tiểu thuyết Natsuno Owari, có nghĩa là cuối mùa hè. Năm 1973, ở tuổi 51, cô Setochi đã xuất gia theo trường phái Phật giáo Thiên Thai Tông tại chùa Chuson, một ngôi chùa ở tỉnh Iwate, đông bắc Nhật Bản. Chính tại nơi này, ni trưởng đã được đặt pháp danh là Yakucho, có nghĩa là lắng nghe trong tỉnh thức. Ni trưởng chuyển đến Kyoto vào năm 1974 và thành lập chùa Yakuan. Tại đây, ni trưởng thường tổ chức các chương trình tu học, chia sẻ pháp thoại đến quần chúng Phật tử và đã thu hút rất đông người đến tham dự. Trong giai đoạn này, ni trưởng Setochi hoạt động tích cực trong vai trò là nhà vận động cải cách xã hội, xây dựng trung tâm dành cho phụ nữ và trở thành một giảng sư Phật học. Ni trưởng cũng là người đã lên tiếng phản đối hình phạt tử hình ở Nhật Bản. Ni trưởng còn tham gia vào các hoạt động vì hòa bình. Ni trưởng đã từng tuyệt thực để phản đối chiến tranh trong cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Sau này là vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Hoa Kỳ. Sau trận động đất và sóng thần năm 2011 ở Đông Bắc Nhật Bản và thảm họa hạt nhân sau đó, Ni trưởng Setochi đã đích thân đến thăm người dân bị nạn và đã vận động hủy bỏ năng lượng hạt nhân. Ni trưởng Setochi đã hoàn thành việc dịch các phẩm kinh điển của văn học Nhật Bản vào thế kỷ 11 do nữ quý tộc tiểu thư Murasaki Shikibu sáng tác, đó là tác phẩm Câu chuyện về Jenny.
ni trưởng đã dịch tác phẩm này từ tiếng Nhật cổ điển sang tiếng Nhật hiện đại và hoàn thành vào năm 1998. Trong thời gian này, ni trưởng cũng đã tạo ra một làn sóng mới của công chúng quan tâm đến tác phẩm. Tác phẩm Câu chuyện về Jenny được nhiều người xem là cuốn tiểu thuyết đầu tiên trên thế giới. Vào năm 2006, ni trưởng đã được nhận huy chương văn hóa Nhật Bản, một huy chương cao quý được trao cho những người có đóng góp cho nghệ thuật, văn học, khoa học, công nghệ và văn hóa của Nhật Bản. Vào năm 2016, ni trưởng Setochi đã cùng sáng lập một dự án đặc biệt, đó là dự án Những người phụ nữ nhỏ bé. Mục đích của dự án này là để giúp đỡ các bé gái và phụ nữ trẻ thoát khỏi cảnh đói nghèo, bị lạm dụng, bóc lột tình dục và nghiện ma túy. Năm 2017, ni trưởng Setochi đã xuất bản cuốn tiểu thuyết dài tập cuối cùng của mình, tác phẩm Dòng đời. Trong buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 99 của mình, ni trưởng Setochi đã phát biểu rằng: "Tôi đã sống đến 99 tuổi rồi và tôi nghĩ rằng cuộc đời của tôi đã quá dài. Tôi đã làm được nhiều điều trong cuộc sống hơn mọi người thường làm. Tôi không hối tiếc về bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Tôi đã sống hết mình." Khi hay tin ni trưởng Setochi viên tịch, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Masuno đã khen ngợi rằng ni trưởng đã có những đóng góp to lớn cho nền văn hóa Nhật Bản. Ni trưởng đã lắng lòng nghe những suy nghĩ và cảm nhận sâu sắc những cảm xúc của các nạn nhân thông qua các bài thuyết giảng của mình và cũng đã đóng góp cho các hoạt động xã hội. Ni trưởng Setochi đã ra đi, nhưng sự nghiệp văn học và những đóng góp của ni trưởng cho cộng đồng, cho văn hóa Nhật Bản thì vẫn còn mãi. Chắc chắn tên tuổi của ni trưởng sẽ còn được lưu danh muôn thuở. Vừa rồi là phần tin Phật giáo quốc tế. Cuối chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi điểm tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự 20 giờ của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị thân tâm thường lạc, mọi sự viên thành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kỳ sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.